Yeah. Khải dẫn con này về Khải ạ. Nhưng mà thế này các bạn, cái vấn đề là như này. Anh hết máu rồi Khải ơi, còn một cục của chú có thể thấy là anh còn Nhưng mà anh không không dắt con này về được. thôi bỏ đây ở đấy đi, Ok. coi như nó chết rồi. Thế Nó con nhiệm vụ thua à? À nhiệm vụ học à? con đấu mình đánh thằng kia rồi À thôi, là tính xong nhiệm vụ rồi đấy. con đấy coi như chết với anh rồi. Gạt Bây giờ anh em mình... Giờ nhiệm giờ đánh dấu nhiệm vụ đó. Đánh dấu nhiệm vụ nào? đợi chút xem nào. Thế thì Ý. thế thì chuẩn bị làm cái boom town đi, cái boom town chuẩn bị ấy kìa, nhưng mà phải phỏ qua bên kia ăn nữa, anh sắp tạch rồi. Anh hết cả ôi Thấy rồi. thấy nhiều người bảo anh nên thay quần áo đi, thôi Fucking chắc anh thay quần áo Khánh chú, nếu mà chú thay quần áo thì anh cảm thấy rất là tốt nhở. Trời. thôi chắc anh thay quần áo nhưng mà đi trên đất nữa. Đây có cái BBQ rip này các em. Toàn cái mày con No, Mental breakdown. no, 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 Dơn. Dơn. Xong rồi có hai cái rip này Khánh ơi. Chỗ này cũng có rip này đầy ra mà. Anh lấy một cái cầm cho thích. Anh cần cái gì đấy để làm vũ khí chứ tình hình anh hết sạch đồ ăn rồi. À hết sạch đồ để đánh nhau rồi. Đi Khánh, đi đâu anh? Cái Đi đâu anh rồi nhau anh quên đó. Lấy đi. Fuck you. Có cái này là cái gì đấy? Ok, đi. Anh ơi! Right. Đi đâu anh? Chú đang ở chỗ đấy á. Royal Flop ta ta. Zombie. Broadsword. The fuck? Ô tiền này. Tiền. Chủ đâu rồi kem? Anh đang ở Royal Flop Plaza cái ơi lên. Đông quá. Thời gian thì đang rất là gấp. Vì 10 giờ là đến rồi mà chú cứ mà đến đấy Căn bản là zombie các bạn. sợ không kịp. Chặn đường anh đông quá. Chú cứ đi theo anh thì sợ quá thì zombie what Căn bản là zombie đang là zombie apocalypse the rồi fuck. À, hả? anh đang tự hỏi là anh có nên điền tên chú vào cái anh không Cái phải cái tiêu đề ở cái Dead Rising nữa. anh nghĩ là nên các bạn tại vì kiểu view à À, anh view anh anh mà không ghi thì lại rồi anh anh không chơi anh Khánh của mấy con for mít anh không chơi với nhau nữa anh giận anh Khánh anh giận anh kép vào mấy con god for fuck sake please. Có nhiều người comment ở cái video anh thấy thật các bạn. Kiểu anh giận em anh kép à không chơi với anh kép nữa à có phải do anh kép lần trước hùa với anh Thành trêu anh không muốn chơi nữa không kiểu what the Watch fuck the oh my god video. Read read the manga. Khánh ơi nhanh lên, sắp 19 giờ, sắp 10 giờ đấy, không anh kịp em rồi. đi xe đi ngay sau chú các bạn vừa đang cầm cái tay. Rồi à có nhiều người bảo anh là trên channel anh có nhiều tiếng khịt khịt như tiếng lợn Khánh ạ. Anh cũng không biết là như thế nào nhưng mà anh mong là những người đấy kiểu feel bad tại vì căn bản mấy người ấy vừa gọi là đùa trên cái sự đau khổ của người khác rồi Anh trong bị xoan có những người người ta đã trải qua cái sự đau khổ khi bị xoan nhưng mà khi ta, sau đấy, các bạn ý này lại thấy hay khi mà nói người khác kiểu đấy kiểu what the fuck không phải ai cũng muốn ra sinh ra bị xoan nhỉ hình cháu anh nó bị hen các bạn. Vào đâu nhỉ? Anh nhớ là quanh đây Khánh ạ, nhưng anh đéo nhớ chỗ nào. My God. Anh còn chưa chơi trò này bao giờ các bạn. Tại sao chú lại làm như thế à kép? Chú phải cho anh xem map đã My God. Anh còn nên trường ngồi anh được à đấy là anh chơi ở cái ấy nhỉ? Cái Royal Flood Plaza này, bên này là Food Court này. Thế thì đi đường nào? Yucatan Casino à? Yucatan Casino á. Nó ghi ở đây là Yucatan Casino này. À Yucatan, anh tưởng Yucata.
cái áo dần Weibo Silver Street được, ok chú có thể báo anh mỗi lần chú hết tàu tại vì anh ơi oh my god khép anh đang định lấy cái xe sắp hỏng rồi. Ô trời, sao tự nhiên màu đỏ này? Cái gì đây, cái gì đây? Còn. Cái boom thao. Do cái boom thao à? Chứ bỏ mẹ boom thao, boom thao. Thôi là phải quay lại rồi Khánh à. Chưa. Anh đi theo chú mà kẹp. What the fuck man. Ôi cái boom thao đỏ rồi. Sao chú lại làm như thế hả Kem? What the fuck. Ôi, lại đi mà hết rồi đây. I trusted you. Cháy đi Khánh ơi, đẩy xe. Just chú mà kẹp. Đẩy xe Khánh ơi. Ôi, cái bung thao là từ mấy giờ đến mấy giờ đấy? Anh không biết nhưng mà anh nhìn thấy nó đỏ vãi cả đỏ, trăng đang nhấp nháy các bạn. Shit fuck this thế đi đâu? Chốt. Ui. Anh lên đi giày cả nhá. Ok. Anh dọn đường cho chú rồi các bạn. Anh lên đi giày. Oh my god, các bạn. Chú ôm cái đấy thì anh đi theo nhanh thì quá được. Nếu mà sau bên này có cái xe đẩy thì may ra anh đi cùng với chú được kiểu đấy. Anh nghĩ là chỗ này anh cứ nếu mà anh cầm thế thì nó sẽ rơi lại ra mà. Ồ vẫn còn. What the fuck, anh đi chẳng thẳng này. Thế quanh đây có cái xe đẩy đấy nhỉ? Đúng rồi kìa. Đúng rồi. Chú cố gắng đừng làm mất cái xe nhá. Về chơi đi Khánh. Anh sắp hỏng rồi. Về chơi đi Khánh. Về chỗ nào? Về xếp hàng chứ về chỗ nào? Đi ra bụng tên đi. Follow your dream, Khánh. Oh my gosh. Follow your dream. Rốt cuộc cái chỗ xếp hào ở chỗ nào nhỉ? Anh đang fuck you. Đấy, đúng rồi, đi thẳng, đúng rồi. Đấy. Dễ vào. Yeah. Mở cửa anh vào. Rồi. Chơi. Đi theo kiểu mình có. Đứt rồi. Wow. Thôi tha nó. Đổi. Đứt xôi. Anh nên đi giày. Tê kìa. Tê nào. Cái điện thoại nó cứ nháy các bạn. What do. Thì ấn tê đi. Oh shit, sao hết giờ. Rồi ok kịp rồi. Thế nhưng phải chạy vào phòng kia đấy. Anh nghĩ đây là cái thời gian nhận nhiệm vụ thôi đúng không, chứ không phải là cái thời gian để làm nhiệm vụ đúng không? Ừ, nhận nhiệm vụ rồi. Anh lại tưởng nó để làm nhiệm vụ mình chỉ còn cái chỗ đỏ đấy thôi. Anh phải đi giày đấy. Kiểu gì cũng phải đi giày trước rồi. Cái rốt cuộc cái sour head để làm gì nhỉ? Để anh nó hết. Fuck you. Nice. Để chai hả? TK? Are you sure? Mày đi mặt tao phải có tao sure. Wow! Sabotage it on show. Tại vì nó thích, tại vì nó rảnh quá. Ô, Aviator. Làm. TK? Đồ bị ridiculous shock. Sao? Wow. Fucking cake. À, boom thao mà Khánh. Boom thao mà Khánh. Nó phá rồi. Wow, oh, casino vào. Cái thằng TK nó làm gì à? Chắc là nó phá cái casino vào đấy. Lợn kia lại kiểu tham đấy. Casino vào là gì nữa? Con hò. There phải lại between bread and stupidity. Giặc nó. Asian hò. Engage case 32 à? Okay. Engage, ok, thế là bắt đầu case 32 đấy. Katie. Five Nights at Freddy à? My god. Five Nights at Freddy 4 Khánh ạ. Anh thấy khá nhiều người bảo chú chơi ấy. Không, anh không muốn chơi các bạn. Lead. Cho anh thoát khỏi cái địa mục clip. I wanna get off Mr. Scott Ride. Get off Mr. Scott Ride. Bây giờ là đi đến chỗ nào ok? Bây giờ là đi đến Casino Vau nhưng mà anh đã biết là vòng nào. Run for the Mooney. Imba Mooney. Imba Mooney. Run Khánh.
Run for inbound. Anh có hai con dao này liệu nó có để làm gì không nhỉ? Dầu men Yucatan à? Yucatan nghĩa... rồi, đấy thì Yucatan đấy. Nghĩa là mình phải đi sang ba cái rau đấy phải không? What? Sang ba cái rau đấy. Nghĩa là sang America này, Yucatan này, cái này chỉ Machete được phải không? Machete rồi à? Fuck. Machete. Cái gì đó? À, chú đổi à? Ok. Cái con dao rừng, dao dựa này kết hợp hai cái với nhau à? Hay có thể kết hợp với cái boomerang? Cái dao dựa đấy kết hợp với cả cái Wolverine thôi. Fuck. Tại sao tất cả mọi thứ phải khó khăn như vậy hả kem? Fuck you. Fuck you. Đi thôi kép, xuống làm gì đi kép. Oh my god, anh kép. Anh tưởng chú không muốn. À, thì nói theo một góc cạnh nào đấy thì công nhận là chú thay quần áo thật. Anh thay quần áo thật là cánh. Không phải, không. Tại sao đời tôi phải khổ như này? Ôi, thay chứ. Gì đấy? Oh my god, oh my god, oh my god. Gì đấy? Ôi, sao này kia à? Giết nó. Đây là bệ của thằng TK đấy. Oh shit, anh chém nhầm chú. Fuck you. Nice. Wow. Oh fuck. Nhân. Ow. Vẫn còn thằng nữa đang bắn các bạn, từ từ ạ. Rồi. Ui, 3-4 thằng trong này này, chú. Nó bắn từ bên trong ạ. À? Anh tưởng nó bắn từ đằng sau. Fuck. Nó bảo nó bảo chúng nó đi khoan về cái vau này rồi mà sao chú cứ bị ngáo ngáo ở gì. Ok. Rồi. Ow ui. Ow. Fuck you. Đấy. Rồi, ok, bây phá cái củ lịt này. Để anh uống cà phê đã kìa. Chà. Rồi. Nice. Phía ở trong này có nhiều thứ liên quan máy móc nhỉ? Gì đây? Ok, nghĩa là bây giờ phải chặt. Ui, cà tiền. Cà phê sữa luôn. Tiền này. Oh, nice. Ouch. Kèm từ lịt. Ui, cà phê sữa. Oh, cà phê sữa uống phát đầy luôn hay sao ấy? À, mình có vào được đây không nhỉ? Ui dồi, cái rock hero nó sắp nó vào rồi Khánh ơi. Ra oh, ra, sh- chạy ra rock hero đi. Chạy ra rock hero Khánh ơi. Anh đang cố chạy đấy các bạn. Anh đang literally cố. Fuck you. Làm quick step đi. À, chú anh không biết làm, chú có thể làm không anh được không? Hai Y ấy nhá. Hai Y à, ok. Y này một. Fuck. Ok. Rồi, xong là nhét vào. Của anh. Đây. Nice, nó làm rồi. Rồi. Một cái của chú, một cái của anh. Ok. Úi giời rồi. Fuck. Fuck. Cứ. Đút thò đi anh kìa. Đây để anh đang cố nhét vào. Ok, xong. Rồi. Còn. Rồi. Ok, uống về ù pha vào cái gì. Khổ quá cứ. Rồi, đi chơi này Khánh ạ. Ok. Gonna go fast. Sau rồi, đến nơi rồi kép. Rồi. Ok. Dạ, thế cái rock hero này, hero này là gì? Chắc là đi cứu mấy đứa kiểu chơi nhạc rock bây giờ. Nghe như kiểu, anh nghe cái tên của cái game ở trên Xbox. Ok. Guitar Hero. À, nó refresh, ok. Ôi, anh không biết là đang quick step này xong rồi cầm cái xe kia như thế nào nhỉ? Đừng gọt. Đâu? Rock Hero ở chỗ nào đấy? Oh my god, chú đùa anh nè. Fuck no movie Fuck now. Muni. Proto Man. Kè về, chú đi rồi. Anh đang chú đi rồi à? What the fuck? Nhanh lên Khánh ơi. Anh đang... No time left Khánh ơi. Đông zombie thấy vậy. Nếu mà đẩy xe thì tốc độ giảm xuống kép ạ. Fuck. Đi bộ cạnh hơn. Anh sắp hết quick step rồi Khánh ơi. Ôi anh hết rồi. Anh chạy đây. Fuck, hết rồi. Anh hết rồi kép ạ. Fuck. Anh đi nữa. Quá, anh hết đúng cái chỗ đông mà nhục kìa. Ok, còn mấy đứa đang chơi nhạc kìa. Còn mấy đứa đang quẩy lên kìa Khánh nha. Quẩy lên. Ok, cái này là cái coming soon này chắc là nó mở trong phần sau à? Chắc thế. You piss me, treat the you so rude.
Cái lũ này đông thế nhỉ? Chúa quậy lên rồi. Anh phải nhanh chóng lấy cái xe đẩy, anh đẩy cho nhanh. Zanda, Floyd. Yeah. Oh, Raccoon God, why? Lên đây Khánh ơi. Chúng nó đang làm cái gì thế này? À, quậy lên Khánh ạ. Okay. Kiểu chết đứng ý. Bọn nó đối với anh là tạch hết rồi. Bọn này chưa chôn à? What? Bọn này chưa không chôn à? Let's go bet xong rồi đừng im. À lag lag lag. Quanh đây, quanh đây phải có. À đấy. Rồi. Nice. Whee. Cả lũ nó lag hết à? Quanh đây trong này có gì không này? Trong này có Có bom này, có có cái này các bạn. À chú lại làm với cả guitar ấy. Ui, cái đấy là cái gì đấy hả kém? Đây Khánh ạ. Mình sẽ kết hợp xong, rồi xong, nice. What? Đây à, rồi chưa, đi. Ok. Bây giờ dẫn bọn này về thôi nhở. Thế mỗi đứa một cái xe đi. Ui. Chú đi đâu ấy? Anh không biết đi đường nào, ok, đi đường đấy. Ok. Thế sao lúc nào chú cũng kiểu gì ấy, chú không nhớ đường à? Anh không nhớ đường cơ. Tại sao hả Khánh? Tại vì anh không để ý mũi tên. What the fuck? Cái này có phải mũi tên quái không? Ơ, có cái mũi tên chỉ mà. Thế là chú đang để ở nhiệm vụ khác hay là nó để mũi tên đấy thôi chứ? Oh. Nhưng đường thì phải tự nhớ chứ. Oh, ok. Fuck, cái này sắp hỏng rồi. Cái đấy học nhanh mà, tại vì nó đâm nhiều thứ. Mà không như cái ghế chỉ đâm một thứ. Ủa? For fuck's sake, đã bị về. À, cái nhiệm vụ này thôi. Nhiệm vụ gì ấy, chú chơi rồi à? Ơ, khiếp chú đi xa thế. À, chú có xe. Fuck. Học à? Fuck. Học xe rồi à? Ừ. Dạ, Khánh ơi. Okay. Ok rồi. Ok, front kick. Combo weapon, give a cha pepe, use them. Oh, ok. Fine. Ok. Rồi. Lại đi. Cô hồn mẹ. Trường nào nhỉ? À, đúng rồi, may mắn mình đang ở đây thì tiện thể luôn. Tiện thể gì à, Kev? The fuck? À, đây. À. Anh em mình chưa lấy con bò rồi, Khánh ạ. Ờ, nhơn. Nhơn. Con bò đâu nhỉ? À, kia. Anh chỉ có con lừa thôi, chả thấy con bò đâu. Áo cả. Rồi. Đi. Oh my god, chú lấy được rồi à? Hui. Hui. Mày cũng anh dọn bọn. Xuống anh dọn đường cho chú. Chú mày cũng có bọn guitar hết la đừng lao đừng có thấy anh rơi con bò rồi. Thôi chú rơi con bò rồi. Fuck. Đi. Chú guitar là anh rơi con bò ấy. Ok. Anh sẽ đi theo chú bằng cái xe vậy. Ông ơi, con bà chúng mày, tao đang làm việc quan trọng cho con gái ở tao mà. Chúng mày cứ vớ va vậy. Pha giờ kia. Cút đấy cho tao. Get off. Fuck you. Lại looter nữa. Lại còn thôi kệ nó đi. Của fuck that. Chú làm một cái găng tay Wolverine đi Khánh, hay chú làm hộ anh một cái đi. À, ở chỗ nào? Chú lên trên này, chú nhặt con dao, chú vào kia, chú lấy găng tay đấm bốc đi. Ok, anh sẽ lấy găng tay đấm bốc này. Xong là lấy cái gì nữa? Con dao trên cái nóc cái tòa sạm báo này. Ok. Chú nó đánh cái bọn zombie có vẻ nhiệt tình. Có OJ đấy Khánh. Hứ, ok, anh lấy con dao này rồi. Có OJ từ đấy kìa. Whee. Sao chú không cần OJ rồi? Là cái gì hả Kép? Là nước cam hay orange juice. À. Ok. Ok. Nice.
Anh sẽ mở cửa sẵn cho chú các bạn. Rồi, thank you. Anh sẽ đi vào đây để anh làm cái găng tay Wolverine. Ten 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 ten. Anh đang nghe cái nhạc của cái mò này nó kiểu gì? Nhạc của cái gì? Của cái mò này. Hả? Wow, tiếng Anh chú kém với cả đài khá nhận. My god kém. Nhạc của cái gì cơ? Mò khánh ạ. Khu là cái gì? Trung tâm thương mại khánh ạ. Oh my god. Mò khánh ạ. Mò. M-A-L-L ấy khánh ạ. Anh biết rồi, đến đấy là anh biết rồi các bạn. Mò khánh ạ. Oh my god. Có... Ba đứa. Ba đứa cùng một lúc luôn. Chơi đang lên level rồi. Nó tính theo người nào vậy? Búp, 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 búp. Búp. Nó cho cái gì ấy? Hitler no bắt đi, could get you out of jam. Hả? Nó cho cái gì ấy? Ơ? What? 14.000 pepe. Hết. Nó vừa đưa cho mình cái gì ấy, nó bảo là Hitler no bắt đi, can get you out of jam. Anh không biết nhưng mà... Đấy, cho nó đi. Phải là SKT. No, no. Phải là SKT. My god. Fuck. Điều vãi các bạn. Highlight viên giải trí nơi các bạn. Highlight SKT. Highlight SKT.